tại khu vực chờ bao vinh đây mọi người, tình hình là vẫn còn bị cô lập mọi người nhé, còn đi chơi được mọi người, lội bộ thôi. Đoàn lên cầu Bá Vinh thì được rút con thì vậy qua trước mặt chờ Bá Vinh thì được con mến mong mọi người nha. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 10 2020 đây. Mình về quay tại Bá Vinh. Tình hình được Bá Vinh đã rút qua khỏi cầu thôi, con đoàn gì chờ thì vẫn con được mọi người nha. Trên sông thì mọi người thấy mực nước đã xuống rõ ràng. Riêng cùng ngôi nhà này thì thấp trùng quả thì luôn luôn là bị cô lập đấy mọi người. Ngay mũi cầu Bá Vinh. Đây là mình về tới chùa Phù Hầu và cuối đường Chi Lăng đây mọi người. Thì tình hình hôm lục đợt lục trước thì mình còn nghe người ta nói là có cái xóm định cư cuối đường Chi Lăng thì bị cô lập 37 hồ đó. Thì mình cũng đi vào trong nhưng mà đợt lục này thì đòn tá hết rồi, thì còn lại nước được cửa ngõ thôi. Còn phía bên tay phải phía sau dòng sông thì nước vẫn còn những cái kiệt đó vẫn còn cô lập, nhưng mà cũng có hồ nào gọi là bị cô lập, có nghĩa là trượt từ ngõ thôi, con đi được, đi ra ngoài mua đồ được mọi người ạ, là được sau này thì mình về đây để coi có ai bị cô lập không, mình bảo cho mọi người biết á. Như tình hình là không bị cô lập nữa, nói chung được trong con năm trượt đường á, người ta có thể đi đi lại được. Rồi, tình hình chi hôm nay mình có mặt tại khu vực chờ mai câu chờ dính đây mọi người nha. Chiều hôm nay là chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020. Mọi người có thể thấy cái mặt nước sông Hương rất là êm ả lắm. Được chạy về nhà thì hy vọng trời tạnh hẳn để cho cái mực độ rút nước rất là nhanh cho bà con các cái vùng thấp trũng để khỏi khổ. Đây từ dưới cầu chờ dính mình quay lên đây mọi người. Đây con sông kia hai, một bên là lên cầu Hến, một bên là lên phía Chi Lăng đó mọi người. Phía Trần Công Sơn. Trời dính đó mọi người, nhìn về dòng sông là vẫn yên ảnh đó. Vì ngày hôm nay trời không còn mưa. Đấy, từ cầu chờ mái rẽ vào theo hướng về Phú Thượng đó mọi người, vẫn còn bị cô lập mọi người nha, không đi được luôn. Thì mình về đến chờ mái thì mình quay cho mọi người thấy đoạn đường gì này vẫn còn cô lập. Đường đi về cái đây là cái chùa Chí Minh đây là vẫn còn cô lập mọi người nha.
Ở đây khu vực chợ mái người ta vẫn hoạt động bình thường rồi mọi người. Buổi chiều rất là tấp nập luôn. Đây là cầu Dường Móng này mọi người, từ quốc lộ 49 ra về tỉnh lộ 10 là đi được rồi mọi người nhé. Không còn nước trên đường nữa, khô ráo rồi mọi người. Đây là cầu Dường Móng đi về phía cuối ngã ba, đó là đường về Đâm Chuông đó. Hôm nay mình sẽ về đó. Đây là ngã ba bắt đầu từ tỉnh lộ 10 chạy về Đâm Chuông đấy mọi người, về làng An Truyền. Mọi người có thể thấy cái bảng hiệu nằm bên kia. Thì tình hình là chiều hôm nay mình về làng An Truyền, quay cho mọi người xem đường có đi được không nhé. Chiều hôm nay là chiều 18 tháng 10 năm 2020, thì lịch trình là chiều hôm nay đi về làng An Truyền mọi người nhé. Mọi người nhớ đón xem nha. Đây thì người ta dùng bằng đo thôi mọi người. Đò này đi vẫn chưa được mọi người ạ. Đường về Đâm Chuông này mọi người nhé. Còn rất là ngập rất là nhiều. Đây mình có thể quay sát cho mọi người xem đường về Đâm Chuông vẫn còn cô lập mọi người ạ. Đây là An Truyền, Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế đó mọi người. Còn lúc nhiều đoạn rất là dài luôn, nên mình có thể về thêm để mình quay thêm được nữa, để quay tình hình cho mọi người biết thôi. Là khu vực làng An Truyền đang còn ngập nặng mọi người nha. Đường về An về Đâm Chuông còn ngập nặng, mọi người cứ nhắc nha. Đây, còn rất là dài luôn. Trường tiểu học Phú An 1, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mình đang đi lên cái đoạn chợ An Truyền, chợ còn gọi là chợ Chuông. Cái đoạn gì này con ngập mọi người nha, không đi về được Đâm Chuông. Đây, mình có thể nhìn cái mặt nước luôn, ra phía Đầm Phá đó mọi người. Khu vực này cũng là đông dân cư, gần chợ để An Truyền, thì có lẽ khu đoàn này cao cũng không nguy hiểm. Để rồi đợt lục cao là thì tình hình ở đây nước nhà còn cao không. Mình thấy trên đoạn đường này thì những cái bức tường nhà nó hình như không còn nước, thì chắc đoạn này cao mọi người. Chỉ có đoạn thì có khỏi cái cổng đó thì nước cao. Rồi,
sắp đến chợ An Tuyên rồi mọi người. Đây, đi đường vòng đấy, còn có cái đường từ chợ An Tuyên mà đi thẳng về thì đi không được, cô lập hoàn toàn luôn. An Tuyên Phú An. Đây cái đường từ chợ An Tuyên đây mọi người, mà rẽ phải về chạy thẳng về thì không được, được đang cầu Minh Mông mọi người nha. Đây. Đây, được cầu Minh Mông luôn. Không đi được phải đi đường vòng. Thì đường vòng qua bên kia cũng Minh Mông được, mình mới chạy lên mọi người thấy thôi. Đây phía sau chờ An Tuyên đây mọi người. Còn Minh Mông được nha. Đây, chờ đây mọi người, chờ đây còn gọi là chờ chuồng nữa. Thì khu vực chờ này có lẽ cao. Lúc vừa rồi chắc không ảnh hưởng gì đâu mọi người ạ. Chờ này như người ta họp chờ buổi sáng. Lúc mình đi đây là buổi chiều đó mọi người. Sáu chờ thôi mọi người, được khi cua vào chờ ăn truyền. Ở đây là xóm ba thôn An Truyền này mọi người. Có thể thấy mực nước trên cái đoạn trước khi đến chợ An Tuyên này mọi người, được đây vẫn cao vì khu vực này thấp này mọi người. Đây, mới xuống cho nếu không thì mực nước tình hình có thể lên những cái mấy cái nhà đối diện cái đường đi này mọi người. Đây có mấy cái nhà vẫn bị cô lập đây này mọi người, được xuống vẫn chưa sống chưa hết. Đây, vẫn bị cô lập đó mọi người. Tuy đoạn có đoạn thấp đoạn cao thì lúc này được vẫn rụt chưa hết á mọi người, cho nên là vẫn còn bị những cái ngôi nhà vẫn bị cô lập. Đây là phía bên kia đường, hình như đây con này là một con gầy hỏi, con hỏi giống vậy là một con sóng nhỏ đó. Hồi xưa mình hay nhớ là người ta gọi là con hỏi, gọi là con sông nhỏ. Đây, đối diện qua cái cầu, qua những cái nhà này còn cô lập vì nước đây. Đây từ mầm non Phú An, cơ sở Truyền Nam Phú An. Phú An rồi, tình hình là về làng An Tuyên là về sáu đoàn tầm chuồng thì không đi, chưa đi được cả nhà mà cả nhà nha. Đấy, tình hình là đi chưa được vì đoàn trên lúc mình đi về đoàn trên này vẫn còn nước mênh mông này. Từ tỉnh lộ 10 đi về đấy là vẫn còn nước, nhưng mà đi được, nhưng mà đoàn dài lắm mọi người, cả cây số lắm. Nước chưa lục ông bố nhưng mà dài lắm, cả cây số lắm. Đây là trường trung học cơ sở Phú An. Đấy, mình đang có mặt tại ngay cái ngã ba An Tuyên đây mọi người, An Tuyên với lại về đầm chuồng ấy. Đấy, mình lại ngã ba này mình quay mọi người thấy tình hình nước trên mặt ruộng và mặt sông hỏi đấy, đây vẫn còn. Đây bên kia là cổng làng Triều Thủy nha. Đấy, khu vực gì đó như vẫn còn biết đó mọi người. Đây là ngã ba mình đi đường lên Huế đó mọi người, thì nước vẫn còn rất là dài luôn.
Còn mình đi khoảng 2 cây số là còn nước. Còn đây đường về An Truyền đây. Một cái đoàn rất là dài con lội nước mọi người nhé. Đấy, đường đi về làng Triều Thủy và về Đầm Chuồng đấy thì còn một đoàn rất là dài, còn 2 cây số là nước lội nước. Đây là khu vực hôm nay mình về vùng An Truyền đấy, đấy phú mỹ phú vang Thừa Thiên Huế, thì về làng An Truyền và về Đầm Chuồng. Mình quay cho mọi người biết cái tình hình tại lũ lụt tại Huế, đặc biệt cái vùng An Truyền này vẫn còn được nha mọi người. Mọi người xem thì đừng quên những like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông, nhấn tất cả để theo dõi những clip mới của mình nha. Mình xin chào nha, hẹn gặp lại mọi người clip sau để mình qua vùng khác nha.